Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Năm, ngày 17 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới trong xu hướng giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 0,57%, đã đứng quanh mức 1.763,50 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.763,42 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.774,71 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ trở lại với tỷ lệ tăng là 0,27%, giao dịch ở mức 106,575 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin vẫn trong xu hướng giảm nhẹ, giao dịch ở mức 16.580 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm thì cũng trong xu hướng tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 0,89%, hiện tại đang đứng ở mức 3,725% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 1%, giao dịch ở mức 84,421 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. So với giá vàng trên thị trường thế giới sau khi quy đổi thì giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện tại đang cao hơn 14,6 triệu đồng trên lượng, bằng với mức chênh lệch sáng qua nhưng đã giảm nhiều so với mức chênh lệch 18 triệu đồng trên lượng vào đầu tháng này. Theo trang MarketWatch dẫn nhận định của ông Brent Rudin, biên tập viên trang Gold Newsletter, chu kỳ tăng và nghỉ của giá vàng bắt đầu cách đây khoảng một tuần. Khi mà giá vàng có vẻ đã phá vỡ mối tương quan tỷ lệ nghịch với chỉ số đồng đô la Mỹ, phiên này thị trường vàng ghi nhận sự gia tăng nhu cầu mua vàng để phòng ngừa rủi ro trong thời gian rất ngắn ngủi. Nhu cầu mua vàng phòng ngừa rủi ro mà ông Rudin nhắc đến liên quan đến việc tên lửa Nga được cho là rơi xuống Ba Lan. Tuy nhiên thì Ba Lan ngày 16 tháng 11 nói rằng không có dấu hiệu này cho thấy đây là một cuộc tấn công có chủ đích. Hiện tại, giá vàng có vẻ đang chững lại sau đợt tăng vừa rồi và đang chờ chất xúc tác tiếp theo ông Ludin cho biết. Và vị chuyên gia này cũng cho rằng việc giá vàng sắp tới có bứt phá được hay không sẽ tùy thuộc vào các tín hiệu chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Vào ngày 16 tháng 11, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco bà Mary Daly nói rằng lãi suất của Fed có thể phải tăng vượt ngưỡng 5% để khiến cho áp lực lạm phát trong nền kinh tế giảm xuống. Trong khi đó, thì theo thống đốc Christopher Waller của Fed, một người vốn thường đưa ra quan điểm cứng rắn về lạm phát, thì nói ông giờ đây cảm thấy thoải mái hơn với việc tăng lãi suất với bước nhảy ngắn hơn trong thời gian tới vì các số liệu cho thấy giá cả đang tăng chậm lại. Theo ông Ludin dự báo, Fed sẽ nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm thay vì 0,75% trong cuộc họp tháng 12 và sau đó sẽ tạm dừng tăng để chờ xem các đợt tăng lãi suất vừa qua có hiệu ứng như thế nào với nền kinh tế. Với lạm phát có thể đã qua đỉnh và suy thoái kinh tế có thể sắp xảy ra, Fed có thể sẽ tạm dừng tăng lãi suất một thời gian. Điều này sẽ có lợi không chỉ cho vàng mà cả các tài sản, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Trong thời gian dài hơn thì tôi tin mức giá hiện nay của vàng là rẻ, ông Ludin nói. Theo chiến lược gia Daniel Galli của TD Security, trong ngắn hạn có khả năng giá vàng sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu mua vào để đóng trạng thái của các nhà đầu cơ bán khống. Nhưng một khi giá vàng vượt qua 1.850 đô la Mỹ trên một ounce thì áp lực giảm giá sẽ tăng lên và giá vàng có thể sẽ giảm trở lại. Sau khi mua dòng 0,5 tấn vàng trong hai phiên đầu tuần, thì quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán dòng gần 4 tấn vàng trong phiên ngày thứ tư, giảm khối lượng vàng nắm giữ còn 906,4 tấn vàng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào ở mức 66,6 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67,6 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng so với cuối ngày hôm qua. Bên cạnh đó thì giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh mức 53,6 triệu đồng trên lượng mua vào và 54,6 triệu đồng trên lượng bán ra, giảm 150.000 đồng trên mỗi lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao cả triệu đồng trên mỗi lượng trong nhiều ngày qua. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.677 đồng trên một đô la Mỹ, ổn định so với phiên ngày hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì được giao dịch quanh mức 24.610 đồng trên một đô la Mỹ mua vào và 24.860 đồng trên một đô la Mỹ bán ra, giảm nhẹ 10 đồng cho mỗi đô la Mỹ. Còn với giá đô la Mỹ tự do trong phiên này thì tăng giảm trái chiều.
Hiện tại đang được mua vào ở mức 24.858 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra mức 24.938 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 8 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào và giảm 62 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch trưa chiều ngày hôm nay, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Hiện tại vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều được điều chỉnh giảm quý vị và các bạn nhé. Tuy nhiên với mức điều chỉnh giảm của vàng nhẫn thì mạnh hơn, hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.660.000, bán ra 6.762.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.660.000, bán ra 6.750.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.750.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.655.000, bán ra 6.750.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.656.000, bán ra 6.748.000, giảm 12.000 ở chiều mua vào và bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.650.000, bán ra 6.730.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.650.000, bán ra 6.780.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.650.000, bán ra 6.750.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.660.000, bán ra 6.762.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại thì cũng được điều chỉnh giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu cho đến 1.020.000 đồng trên lượng và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.660.000, bán ra 6.762.000. SJC Huế mua vào 6.657.000, bán ra 6.763.000. SJC Bình Phước mua vào 6.658.000, bán ra 6.763.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.662.000, bán ra 6.765.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.660.000, bán ra 6.762.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.658.000, bán ra 6.762.000. Cuối cùng là giá nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì tiếp tục được điều chỉnh giảm trong khoảng từ 83 cho đến 200.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 8.300 cho đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.355.000, bán ra 5.455.000. Nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.355.000, bán ra 5.465.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.335.000, bán ra 5.415.000, cùng giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.231.4.000, bán ra 5.361.4.000, giảm 19.800 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.876.7.000, bán ra 4.076.7.000. Vàng 14K mua vào 2.972.3.000, bán ra 3.172.3.000. Vàng 10K mua vào 2.073.3.000, bán ra 2.273.3.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.